hòn mè đủ mè chú côn du bản tờ na nửa cái bờ máng phò mè phía đồng bản xuống hạc quanh thôi ơi cái này sang là đổi phủ mè đóng cầm nhang nói cái nhang này ải em sòng phái chi hương chu hương liền sùng trùng nhớ nhớ hùm phùn lưng lan nhớ hùm bản lưng lừa nhưng chẳng dự pin xào trai chẳng dự pin báo cơ ba tham bà báo sáu bản tờ na nửa cùng lại cái ít lại bản sai lại bản nằm tham bà sòng đồi khởi máng phở máng hoa qua cái nhang hè bà năm báo sờ chờ báo mặc bất chữ chu bất thư tà bất chữ xào bất thư mưa ai sòn cơ bà máng phò mè pin ong nò thay nì lầy quan chu điều chẳng nào cần số ảo lầy quan báo quan xào số em tinh hài thay nì phủ pin hài pin em pin phò pin mè cái chẳng cái của họ bày cái lầy hạ cẩn cơ bà máng phò mè pin ong nò thay nì ải em sòng phái chu hơn cái nhang hà lầy mưa lì chơi chăn mưa sần bên chép mưa lẹp chép lì pì chết bẩn mà tổ chức bằng lòng hở sòng nong sòng nung hao pin cù sú đồi cái nhang lầy sò cáo sò mới thanh lại phò mè pin ong bản cuống hạc phanh thấy lâm nửa sửa lì bì hừa chăn mắt trông kín chúc muôn chúc phúc chúc buồn hở sân bón đổi phùa đổi mía các bạn sòng phái ải em tây hơn cơ mà mở cái đi sò cá mới thanh lại phò mè pi đồng sò mới xuống mi người chàng dòng sơ nửa sang mè đang tiền sò mới xuống ai thành niên tuổi sòng sao sàm sao thao cần khám khen cần mắt năng ổm mũ lầu văn khẩu lầu phái chén muôn hòm đấy nữa sò cá mới các bạn ấn tây lại phò mè pi đồng bản cuốn hạc phanh hao
ngay bây giờ đây, giờ đẹp và ngọc đã đến. Và xin mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy hướng ánh nhìn tình yêu của mình về phía cổng hoa tình yêu để chào đón hai nhân vật chính sẽ cùng xuất hiện vô cùng đặc biệt. Sự hiện diện của cặp đôi hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ dành tặng lời chúc mừng, những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho đôi đường ngày hôm nay. Xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với sự hiện diện của những bậc làm cha, làm mẹ. Xin được trân trọng phái đoàn họ nhà trai bố Lường Thiều và mẹ Lò Lan, thân sinh phụ mẫu của chú rể Lường Đức ngày hôm nay. Chú tại bản là lớp 2 trường sơ thân thương yêu dấu, rất hân hạnh được viết chung tên trên cánh thiệp hồng với đại gia đình nhà gái là bố Sầm Chan và mẹ Lò Du, chú tại bản Phiêu Sa trường sơ thân thương yêu dấu. Và sau đây, xin mời song thân phụ mẫu của hai bên gia đình, chúng ta sẽ cùng di chuyển lên sân khấu tình yêu để chính thức ra mắt đến toàn thể quý vị. Hãy đi hát ớt chơi lý chơi trắng cho nả khải tà mũ lỏ phan khẩu cười mở ức phai ử mở ức các bạn sống phái trung hương sau phá mây nụ ve phụ đại diện hương trai phụ đại diện hương minh khâu di chuyển khuyển mã trung tâm sân khấu bay ở ớt nả khải tà sau ma bay ở bi pháp bò đồng cống hà hót mũ lỏ phan khẩu sống phái trung hương các bạn mới sau mây tinh lại phòng về phi đồng đại diện sống phái trung hương khâu sau mây xung minh nụ ve. Đại diện cho hai bên gia đình và xin mời hai bác sẽ cùng trở về với hai bên chú rể và cô dâu và để chúng ta sẽ trở thành một mái nhà chung. Xin mời đại diện nhà trai sẽ cùng di chuyển về đứng bên phải của cô dâu ngày hôm nay được không ạ? Vâng, xin mời. Và nhà gái sẽ đứng cạnh chú rể đẹp trai Lường Đức của chúng ta ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể các quý vị trân trọng và quý mến, sự hiện diện đầy đủ của các vị đại diện gia đình cũng như cả đôi đường ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, và đúng là một chút xe xe lạnh, một chút bụi đường cùng cuốn theo vách biệt bánh xe của bước chân của toàn thể quý vị đã cùng hưởng ngồi về đây với chung một lý do của trong quý vị. Và đúng là ai không vui khi ngày đầu gặp gỡ, ai không mừng khi tiếng nhạc rộn vang. Và tiếng nhạc rộn vang báo hiệu cho chương trình buổi lễ thành hôn của chú rể Lương Đức sánh duyên cùng với cô dâu Thanh Bình. Cô dâu Thanh Bình cũng sánh duyên với chú rể Lương Đức ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, và xin dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho hai bên gia đình. Và một lần nữa, đại diện gia đình cũng như cặp đôi yêu đương ngày hôm nay xin cúi chào và cảm ơn toàn thể quý vị. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các quý vị trân trọng và kính mến. Và ngay giờ đây, sau một thời gian chuẩn bị,
tinh thần thì có lẽ sự hiện diện đầy đủ đã ở trên sân khấu tình yêu của đôi bạn trẻ hạnh phúc này. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời chia sẻ cảm xúc của họ khi chứng kiến những thành quả viên mãn hạnh phúc hôn nhân ngày hôm nay. Và xin mời phái đoàn họ nhà gái đến từ bản phim xa sẽ có đôi lời chia sẻ trao dâu nhân ngày vui tuyệt vời ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bác. Hãy có chiếc nước hồi xóa phép qua mẹ ải em phụ gia tán này. Hải phi nông ủy lưu làm chú con mà mừng bác đồ sản án nâng phần tiếng cây trực cháy nhị. Hãy có chiếc nào báo cáo hải phi chú con để mang bất tản về bản bất tà. Hãy nam cho khỏi làm sống xoáy ải em hãy chung cực bác với cho nằm rung phụng tà. Hơi chạy phải khao chào cải gian phú cả hà ta cửa sống. Sống xuân mất tốc lâm ngân phần khẩu này vốn lúc nào vẫn tà lướm. Hơi lướm chè về cổ một pha lướm một con xỉ ngọ mi. Như nói hỏi hạt có phải phục hưởng bao điểm trùng trùng nhớ. Nhớ lòng phát chân xa mà lòng nó lại luồng. Sáng bón vô làm cho phải trái ấy cơ. Nhớ lòng khẩu lòng nhớ tiếng phà nhớ lòng phà tôi đuồng xếp lòng trao nam áp bỏn. Sáng nhớ tuổi xếp tí phải có na xếp hạ phải có à xếp tí phải còn là có mê. Sở trắng ngủ. Về khoản ma sai để mang lên chén pam cần. Pam tu thật cưng sợ có máu pam sáu của cưng giúp có chú mê. Chú ải số em sống khoái ải em. Nói chung cả hạt bánh hạt lưu tẩu ấp hình cu số đôi. Xin mời cả trang phần ngân chân cứu ở vay cái hó rằng tàn ai cả hạt tanh. Phần cu số lùi dân hà để ngư đi viên tâm với sắn đến chết. Về tánh là có tăng sáng xuân nàng con nàng mê nàng ta nàng nai. Tên nàng hoa ma mần nì mà ước mẹ ải êm phố già. Cửa trắng kia ma hà lẩy là chính tổ phòng. Tòng tàn tan khẩu tỏn à lùa tỏ mất xuân lên tên thêm. Nghĩ quan trung mưu hỏi ước mẹ ải êm phố già cả hào khăn màn dưng. Mất đi xanh khẩu lên quên đi giữa sau. Trong vương ở phố nghe lưu làn nó chú cú số ra. Quay hảo quay hàn quay mẳn quay dinh đó càn hạt bên càn bên phùa bên nghe. Tàu hộp sổ cỏ mong đằng căn. Mi nhìn mi trai chọc chân. Lại phú lại ra lại ta để nai sóng ma. Sổ rào cú rào làn là quay rào năng hải cú hải ra. Nếu sư là chết phép bùn tràn tan chắc ta. Tôi quay bó quay xòn ấu dưới sóng chú hải cú ra chung cân. Phải cả hảo khăn mẳn dưới hả ta hả nai. Nhưng ta phải giữ mấy giảm nước con mẹ ta nai nơ. Xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu thân tình ấm nồng của bác đại diện cho phái đoàn Hòa Nhà Gái và kính thưa toàn thể quý vị. Và với những lời chia sẻ vô cùng thân tình vừa rồi, xin mời phái đoàn họ nhà trai sẽ có đôi lời chia sẻ tuyệt vời nhân ngày hạnh phúc của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Xin mời. Thôi khỏi ước là dân nguồn nọ, ước là cho tàn nào, ước là tăng tù đàn, ước là tăng khăn trai, ước ở trên đi gọi con chơi chứ là tôi tu cũng gặp bò gặp mẹ nó cởi sò dám chắc bước bò bước mẹ bước sò khép bước là chủ cô thâu hết là nàng bàn cưới bàn đồng không mà đi bước cả sang bán đồ bán nản thâu qua cả tiền báo đài trái la vô cơ mà mới bước là cả nhớ cả mà bàn quyền dược tiên nôm chủ tiên na mà tiên ngân hà hơn xin hơi cởi sang mình hoa mình sơn hơi là sang tiền bò tiền mẹ im song phái phú gia tà nai bước cả bởi ổ vay khai hó, hứa sở phú gia, tà nai cởi nhăn hạc tênh, bản đồ cố ngà, hứa tay chặt hở bày cá đầy hở khửn hứa ổng bên sáu ổng dân đô, hứa cởi chân ở tay ngoa tay xương tay hạ bà khai mở, hứa cởi sang tấn phú giòn ra, hứa cởi, bông mi phải bà hà ma số, hứa cởi chân cởi sò nằng co nằng mê, hứa bình tà bình nai, bò mê tà nai cởi nhăn hạc nhăn tênh, cả bói vòng, sang bón đô làn sầu mát chơi đơn kia giảo, trên khá đi, hứa là sang bón đô làn sầu, ở lùa ở tàu mà xuống mà hà xếp lên tên hương nên là bón đồ bón đàn hứa cửa nhắn kém ma hà này hứa là xính tà phòng hứa nhật tổng tàn phan khẩu tổn đón chắc bón ở tà bón nay hứa ma tòa đằng năm đấy hứa ca ba hứa là tổn đón chắc bón phò bón nè hứa là bái bè vang cản thái đâm nơi sửa đi vô bản tải na nữa hứa là nó không bố đông khổng khao hứa cửa nhắn hạt găng phanh ma tủ ma tôm bao đồ sòn đàn xin chào khỏi tàng nà hở sắc bón bố ra thứ cả mi quan cho mới khẩu thứ nhất thứ cả sang bón tà nay gót chờ bãi bìa băng cản ma thái đâm nữa sửa đi thứ mắt tôi sống đủ sống đàn họ đưa thường rào thứ là giúp khỏi cái rất quan hệ mới lại sòng ma thứ cả sò chốt ở sang bón đô tàu đô làn ở cản tiền của tiền mía thứ tiền của tiền mía đâu có số cũ số già thứ là hảo được căn là màn được dứt thứ diệt chẳng đẩy cây sang pin mi nó mi ta, thế là những trai đừng cần phải nả mà cần
và mang máu ước khỏi của xóa tăng nà hả ước ở tất cả chúc khẩu phương phò phương mẹ ả im ước cá sòng phái cá phú cá già cá đúng cá tà ước ở mang bao đồ sòn là nước là phò cả khảo khăn kiểm sao bản chân ước dệt kín phá đa thắng mê đề này hả ước dẫn món đồ làn xóa có bao chúc khỏi phú ra ước mê ta nghỉ cạnh phải nả và xúc bức tú nước phò mê chú cô này nữa. Cảm ơn những lời phát biểu chia sẻ của các đại diện phái đoàn Hòa Nhà Trang. Kính chúc cho tình cảm gia đình hai bên thông gia càng thêm gắn kết bình chặt keo sơn, cùng nhau chăm bón hạnh phúc của con trẻ sau này. Và kính thưa toàn thể quý vị, và ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng ánh nhìn dưới những chiếc iPhone, những chiếc Samsung, Oppo của mình để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời thăng hoa nhất của cặp đôi ngày hôm nay. Xin mời chú rể Lương Đức sẽ cùng nắm tay cô dâu Thanh Bình của chúng tôi bước lên phía trước hai bức tình yêu để thực hiện nghi thức vô cùng trang trọng ngay sau đây. Xin mời. Và kính thưa toàn thể quý vị, chiếc nhẫn vòng tròn là biểu trưng cho tình yêu bất tận của các cặp hôn nhân. Và ngay sau đây, xin mời chú rể và cô dâu sẽ thực hiện điều tuyệt vời mà ít ai có thể có được.
trường. Quan trên lân tế lại chứ lân tạc tầy, mơ khắm lầy má mây ơn phù vũ vồng tề na. Bây tướng sành mưa đi, phù kiền tờ chứ đầy mơi lầu vũ ra rú tăng khóa. Phù kiền cười chứ lầu mơi lầu tà nai rú vang xài. Dài chén lầu phái bom phải xú bát kín hoa na. Tê lò xung bản khuấn hơi khá đi xung lửa làn cờ sò tàng ngà sang bón pha máu khởi máu. Các bạn em sòng phái chung hương sò hạt phanh thế lại tờ mẹ thì đồng ỏng mũ lầu phát hồng. Phát gái hay nà khái lầu o chén ngó khừng sừng. Chúc mong hở sang bón ải em sòng phái chung hương cánh ba đồ phùa đồ viên nóng cầm mê đi chứ lại bóng 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 thì đồng ơi. Từng bàn tiệc để chúc rượu nâng ly. Cảm ơn tất cả các quý vị quan khách đã về dự với đại gia đình của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các quý vị trân trọng và kính mến, đồng hành cùng với câu chuyện hôn nhân của cặp đôi hương ngày hôm nay, ngoài những tình cảm chăm bón hạnh phúc của những bậc làm cha làm chú cô chú anh chị, thì cùng với đó là những món quà về vật chất và các quý vị là động lực để hạnh phúc viên mãn hơn phải không quý vị. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với món quà tình yêu dành tặng cho cặp đôi uyên ương ngày hôm nay.
và xin chúc mừng cặp đôi đi đường ngày hôm nay đã có cho mình những hành trang tuyệt vời nhất, và chúc mừng hạnh phúc cho đôi đi đường ngày hôm nay sẽ đến bề bờ hạnh phúc thành công. Và kính thưa tất cả quý vị, và còn một điều tuyệt vời hơn nữa, món quà siêu to khổng lồ được những người bạn của cặp đôi đi đường ngày hôm nay ship từ nước Mỹ trở về và được Tổng thống Donald Trump ký giấy thông hành về một chuyến máy bay đã về sân bay Nội Bài trong sáng nay và về chuyến xe buýt yêu thương cùng về với mảng Đà Lạt. Xin mời tập đoàn những trai xinh gái đẹp của chú rể và cô dâu sẽ cùng di chuyển lên sân khấu chuyển trao món quà siêu cao khổng lồ và đặc biệt này. Xin mời kính mến, và sau một ít thời gian thì chương trình buổi lễ thành hôn của chú rể Lương Đức sánh duyên cùng với cô dâu Thanh Bình trong buổi tối ngày hôm nay đã chính thức khép lại tại đây. Và một lần nữa xin được đại diện cho cặp đôi đường cũng như đỡ lời cho hai bên gia đình xin được kính chuyển lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn thể các cô bác anh chị cùng các bạn trẻ nam nữ thanh niên. Chúc cho những ai đang bệnh tật thì đẩy lùi, nghèo khó thì đẩy lùi, tiền chất cao như đấy quý vị nha. Chương phò mẹ chương bình đồng mạc sườn sao chúc hòa thách lại phò mẹ bình đồng bàn khốn hạc quanh hao phá cao áo khăn trường sờ dân sáng lầy cây sang tên sao chúc hòa phù dân biên bản tướng trở vàng con dệt việc cán nương tướng trở hù phù tánh bày ca lầy màn khầm con dư đồng dư na hằng mít và tù màu liền đu cầu hở nhãn sùng sao phù hết mít vỡ sáo lầy vỡ trở vàng phù hết mê lan hòa mê lan bác phong yên đồng đất phò mẹ bình đồng bản khốn.